nạp ga thử. Hơi thừa luôn. Rồi, lắc lại cái nữa cho anh em xem. Cái bình yếu không đủ ampe luôn. Rồi, Trung xin chào cả anh em nhé. Đây Trung làm cái video. Hôm trước thì Trung có cái video demo ngắn rồi, video này ngắn ở lúc mà cái con động cơ này nó còn trên con xe nâng đấy. Daewoo nhé anh em, Daewoo BD33 hoặc là Isuzu 4BC2 cũng là nó nhé. Hai con y hệt nhau đây. Nằm trên cái con xe nâng Daewoo. Tên tuổi, thông số nó không còn, cái tem của nó mà đọc không nổi con số tua hình như 2008 gì đấy, còn cái mã lực nó không thấy nổi luôn. Con này thì nó trên 60 ngựa nhé anh em, tắc 2 nhé. Đây, đài heo Z-Cell Nhật Bản đầy đủ nhé. Kẹp bác nó còn liền lạc hết này, xương hàng đẹp luôn này. Lóc liền lạc hết luôn nhé. Dơ bẩn lắm, rửa ra tới tầm đấy thôi. Con này hôm trước nó nằm trên xe, nằm trong cái chỗ kín mít nên nó cũng khá là bụi bẩn luôn. Chung cũng có video rồi, đây gãy hết cái body xong nhé, không ảnh hưởng gì, hơi hát ngon lành nhé nè. Dụng chung độ với Isuzu hết này, đây lóc chân máy này. Bấm cái gì sạc này, để chuyền nhé. Đề 12. Đây này, BD33 này. Đây cái số series nữa này. Đây, BD33 là 2 nhá. Cái đài này thì nằm trên cơ giới thì mã lực nó ghi thấp lắm, tầm khoảng hơn 60 tí thôi, tầm cứ tính tròn là 60, thì còn ở trên đài máy xe thì là có những cái con thì nó ghi lên thông số nó lên đến khoảng 90 đến 100 mã lực nhé nè. Tại đài máy xe luôn luôn nó đặt nó mở tua cao hơn. Mấy con này 2006-2008 là hết cỡ rồi, nó giới hạn heo lại rồi. Heo ti búa lớn, cần ga cực kỳ nặng luôn nhé. Dàn búa của nó, búa tạ cơ giới đấy. Đài cơ giới này có khả năng điều tốc nó rất là tốt nhé, heo dết xeo bình thường. Đời sau của BD33 nó sử dụng heo Duvon nhé. Còn con này là còn sử dụng heo Z-Cell của Nhật nhé anh em. Một con máy tình trạng tuyệt vời luôn, cam cơ rất là êm, hơi ngon lành. Này, bánh đà răng đề các thứ này. Anh em xem này. Con này rất là ít sử dụng luôn nhé. Răng cỏ ngon lành, bánh đà đời răng đăng thì nó hơi mỏng nhé anh em. Anh em có làm lắp lên cơ giới thì cặp bánh đà thêm nhé. Máy móc cực nhạy luôn, nói chung là con này ổn hết, dù là máy dân nhưng mà tình trạng ổn hết nhé. Đây, cái bu ly bị mẻ hết một tí rồi đấy, thấy anh em thấy đấy, bu ly có bị mẻ hết một tí nhé. Chung quay thật là rõ từng cái chi tiết luôn. Cốc nước còn ok nhá. Đề sạc đủ này. Ống nhúng còn lửa, còn hơi được ngon, liền lạc hết này. Không nứt vỡ nhá. Rồi, chung có cái video đơn giản test cái con động cơ như vậy. Anh em có nhu cầu sử dụng
lắp lên xe nâng, làm máy đẩy tàu thuyền ghe chèo gì đấy, đóng phát điện hoặc là ứng dụng gì vào cái công việc gì được thì anh em cứ liên hệ nhé. Các cái thông số tên tuổi của nó anh em cứ tra mã là có hết đấy. BD33 Daewoo nhé, tên tuổi của nó này. Nó chính là Isuzu. Nó là bản quyền của Isuzu 4B2 nhé này. Nó sử dụng chung linh kiện hết luôn ấy. Kể cả con heo cũng sử dụng chung đấy. Heo chết sale đấy. Rồi, anh em có ngay việc thì liên hệ, món hàng có sẵn tại nhà nè. Anh em ở gần thì cứ sắp xếp đến xem, anh em ở xa thì xem thật kỹ qua video nhé, chung mô tả chi tiết và rõ tình trạng máy rồi. Hôm trước cũng có cái video nổ trên xe, nay nổ lại cho anh em yên tâm thôi. Rồi, chung kết thúc video, chung cảm ơn anh em đã xem video nhé.